Thời gian đi qua rất là mau. Hiểu không? Mấy bà già mà gần chết, mấy bà cũng nói câu thời gian đi qua mau quá mau. Nhớ hôm nào là một người con gái trẻ trung, mà hôm nay cũng gần xuống lộ rồi. Đó, rõ ràng luôn. Chúng ta nói bây giờ mình còn trẻ, mình sẽ tới tuổi già bây giờ. Đã bao nhiêu người già rồi, không lẽ mình không già? Đó. Nên thê thảm vô cùng. Ngày xưa ta thường nói câu nói gì? Sớm muộn gì cũng theo ông theo bà mà thôi. Tất cả của cải để lại cho thằng hai, thằng ba và con năm con sao. Tụi già rồi, mong tụi bay cho cơm ăn áo bặn là được rồi tụi bay ơi. Hay chờ gì đâu, cả đời cực khổ gian lao chỉ cần chén cơm ăn áo bặn, phải không? Nhiều người già chỉ mong con nuôi cho cơm ăn áo bặn là cũng được rồi, chứ tiền của bây giờ cầm người già làm gì đấy, mà cầm nó giết sớm nữa. Nên những đức khuyên mấy bà già, đưa nó sớm đi, đưa nó trễ coi chừng nó bóp họng mà chết. Nói thật đó, đừng có nói chuyện đùa nghe chưa. Cầm tiền mà không đưa cho nó coi chừng chết với nó đó, đừng nói chuyện giỡn chơi với nó nghe chưa. Đó, quý vị coi, cả đời có người tới gần chết tới tuổi già luôn lo cái gì, không biết có ai nuôi tôi không nữa. Chờ đất bao la, nhưng có nơi cho già này dung thân hay không. Có nhiều bà già vô chùa gặp Nhân Đức nói rằng tỳ sanh tam chính đưa con thầy ơi, nhưng hôm nay thầy nuôi được như vậy là già mừng lắm rồi. Hay chưa? Mong thầy cho già nương thân chết để lại. Nhân Đức nói để cái gì? Để lại cái xác này cho thầy. Nhân Đức nói tôi chôn bà tôi thiêu mất tiêu, để lại 24 tiếng thôi là sắp sửa thúi rồi. Cả đời con người chúng ta đi tranh giành cái thúi, cuối cùng cái thân này ai đụng tới là bụp người ta, ai chỉ cần nói đến là chửi người, cuối cùng thì sao? Đi tranh giành cái thúi mà thôi. Mà nghe kỹ nghe quý vị, nghe cho thật là kỹ, nó thấm thiết mùa xuân, chứ không có chuyện dẫn chơi đâu nghe. À, phải không? Đó. À, dịp nào chùa có người chết tôi hộ niệm 24 tiếng xong á, bà nào mà tệ một chút á, tôi mời lại cho ngửi. Thôi lúc đó chỉ nhìn ra mình chứ có gì đâu, có khác với nhau chút nào đâu. Giàu nghèo gì cũng như nhau mà thôi, có khi giàu còn thúi hơn nghèo nữa. Hiểu chưa? Tôi đã từng kinh nghiệm nhiều loại xác rồi. Nghèo tôi phân tách qua một bên, còn giàu tôi để qua một bên. Khi tôi hộ niệm cho nghèo xong tôi ngửi thử, hộ niệm cho giàu xong tôi ngửi thử, thì tôi thấy giàu ăn đồ bộ nhiều, uống thuốc nhiều, thúi nhiều hơn nghèo. Tôi thấy nhà giàu phù to hơn là nghèo, rõ ràng luôn. Mấy bà giàu chết thấy rõ ràng, phù to hơn nghèo. Vì sao quý vị? Quá chắc nhiều thứ bổ dưỡng bên trong. À, nó là cái thứ mà khi mà chết đi nó phát tán phù người, và nó làm cho cơ thể thúi kinh khủng. Quý vị coi cái người, có những người ngoài đời người ta nghèo, ta nói nè, thấy người ta nghèo giàu thấy ham, thuốc đầy trong nhà. Muốn mua thuốc gì thì có thuốc này, thuốc bổ tùm lum tùm la hết trơn. Còn nghèo kiếm một viên à là viên không có. Ơi là trời.
Rồi cuối cùng hộ niệm với cái người giàu gần chết đó, nó xì ác đạn. Cái người mà giàu mà uống thuốc nhiều á, mình hộ niệm họ chết đó, nó hôi kinh khủng luôn. Nó xì, quý vị phải chánh hai điểm, một là đỉnh đầu, hai là đỉnh chân. Cái chỗ bàn chân chánh hai chỗ đó ra, nó xì hai chỗ đó đó. Uống thuốc cho nhiều nó xì ra, hôi chịu không nổi, yếu yếu là nó dập bị bệnh luôn á. Thì biết đó, hai điểm là hai điểm xì mạnh nhất, nó xì độc ra à, nên uống thuốc càng nhiều thì độc nó càng nhiều. Nên tôi sau này chết không có thúi. Thấy chưa? Tôi nghe đơn giản mà thấy vui ghê. Tôi vậy em ơi, tôi tự tại vô cùng. Nó nên á, kinh nghiệm để cho bản thân tự tại, để bản thân nó thoải mái y nguyên vậy đó. Giảm tối đa vì cái bổ dưỡng nha. Giảm tối đa vì bổ dưỡng thì giữ được đầu óc thông minh sáng suốt. Nhớ nha. Nhiều cô nói nè, thầy bây giờ chích mấy liều bây giờ nó bị mờ đầu óc thầy. Nhiều người nói quên quá trời quên luôn. Thầy có quên không thầy? Nhân Đức nói tôi có chích đâu quên. Tôi biết rồi. Thà tôi sống những ngày tháng còn lại không nhiều, nhưng đầu óc nó lại minh mẫn, còn hơn sống lâu mà khờ. Hiểu không? Tôi tin số mệnh, tôi biết chưa chết thì nó chưa chết, còn chết có chích cũng chết. Hiểu không? Quy luật tin 100%. Chừng nào tôi chết tôi sẽ báo cho biết. Hiểu không? Đến bất chợt đi bất chợt, vậy thôi là xong. Nên từ nơi đó mà mỗi người chúng ta quý vị thấy vui không? Những đứa thấy cô kia cũng ngủ gục mà bả cười. Trời ơi, gì đâu mà con người ta nó an lành đến mức đúng là đêm an lành, ngày an lành, cả ngày đều an lành. Đúng là ở trong cái pháp hội là pháp hội an lành quý vị. Quý vị không? Vì thấy pháp hội này nãy giờ có nhắc tiếng tiền gì không? Đâu có đặt vấn đề với vị gì đâu đúng không? Bởi vì đúng rõ ràng cả ngày đều an lành. Quý vị mà ở trong pháp hội này đúng là pháp hội an lành. Thấy không? Bởi vì gương mặt ai cũng đẹp quá trời. Ông Nhật Đức nói thiệt chứ, nói phải khen các cô chứ. Từ khi các cô về đây tới giờ Nhật Đức nhìn các cô 10 năm nay mà trẻ hơn 10 năm trước. Đấy. Như hai chị em cô Mai rồi càng ngày càng mập ra, đẹp ra, hồng hào. Nó thấy rõ ràng luôn á. Nhìn nhau thì sẽ biết liền cái gì đó. Mà thấy người nào cũng sáng sủa mà mấy ông gì nữa. Công chúa thì bao la mà công tử thì không có bao nhiêu hết chứ. Có ông thầy kêu là ông nói ô chu cha ơi, chùa gì đâu mà toàn là công chúa không. Nhưng Đức nói công tử cũng có, mà vì công chúa đông quá nên ép công tử lên lầu hết rồi. Như vậy thì có vài chàng công tử ở đây là do gì quá mạnh bạo nên không bị ép đài. Không mà công nhận chùa mình đúng là tiểu long nữ nhiều ghê nè. Nhìn xuống toàn là các nàng công chúa không. Công chúa nhỏ, công chúa lớn, công chúa già, đa dạng công chúa. Chúng ta sẽ hẹn gặp các nàng công chúa và các chàng hoàng tử ở cực lạc nghe. Khi mình đi đến chùa, quý vị ở đây bị tu, quý vị có vui không quý vị?
Nhưng mình về nhà mình có khi vui ít. Đúng không? Đúng không? Vậy thì quý vị nên để ý. Mình về đây vì sao mình vui nhiều mà về nhà vui ít? Tại vì mình đi đến đây, mọi việc thầy sắp xếp lo hết, mình không có lo. Về nhà thì việc gì mình cũng lo. Nói thì thấy giống quầy vốn, nhưng mà cái ẩn ý bên trong nó sâu. Vậy thì tại sao việc gì thầy cũng lo mà thầy vui, mà mình về nhà mình lo? Có mấy người mà sao mình không vui? Ý chỗ này mới quan trọng, phải không? Vì ông thầy ông lo nhiều nhưng ông không chấp nặng. Như hồi sáng như Đức nói câu nói, thấy không? Như Đức nhắc chúng thường trụ, tất cả những người trong chùa dù có giỏi cỡ nào nhưng không biết nghe lời, không trung thật, thì những Đức đều sắp xếp thẳng tài. Đúng không? Cái đó là dạy đúng rồi. Không nghe lời, không chân thật. Vì người này bên cạnh khổ cho nhau chứ làm gì? Miệng cưỡng sống để làm khổ cho nhau chứ có lợi ích gì đâu, đúng không? Vậy thì mình nên chọn con đường của chính mình, vẫn là ấy. Có khi nó còn đặc biệt hơn. Giống như những đứa con ông huynh đệ, lúc ông sống những đứa ông sung sướng lắm. Nhưng đến lúc ông đi ra ngoài thì bây giờ ông có một mình ông, mà nghe nói nấu ăn đãi cho người ta ăn giống như làm từ thiện. Khi người ta ăn xong người ta về mất tiêu, bỏ có một mình ông rửa chén tới 12 giờ khuya. Mà từ xưa tới giờ ông sống với Đức chưa bao giờ, chưa có bao giờ mà ông chịu cái cảnh vậy luôn. Mười mấy năm luôn chưa bao giờ bị. Nhưng Đức nói rất là tốt, để cho mình nhận thức, để cho mình nỗ lực. Đã bước ra thì phải cố gắng làm cho bằng được. Đúng không? Vì cái tốt mà quý vị, rất là tốt. Mình đâu có ở vậy hoài mình lo cho người ta đâu. Nếu như người ta sống với mình mà người ta cứ dịu hoài là mình hại người ta. Rồi một ngày nào mình cũng phải ra đi thôi. Người ta cũng phải sống tiếp tục. Vậy thì mình làm thầy, mình dạy người, mình là hết lòng thôi. Còn đối với cái việc thành công hay thất bại là mỗi sở học của mỗi người. Do những đức không có nặng, những đức muốn nghĩ xa vời quá, nên ngày nào những đức sống cũng vui. Nhưng Đức còn có thể chia sẻ Phật pháp cho quý vị nghe mỗi ngày. Trong khi cả tuần nay những Đức bị bệnh. Mấy vị thấy những Đức có buổi nào nghỉ không? Buổi nào nghỉ chưa? Mà quý vị thấy những Đức có than buồn không? Không luôn. Mà chùa thì nhiều người những Đức phải sắp xếp, phải lo, giải quyết nhiều vấn đề. Mà quý vị đi đến đây, quý vị thấy những Đức, quý vị có thấy bị bất an không? Không. Vậy tại sao mà mình lo gia đình mình có vài người mà mình bị giảm buồn lại? Là vì cái ái của mình đặt vào gia đình mình nặng quá, nên mình sanh phiền não từ cái dính á, nhiễm ái á. Mình nói họ mình tức, mình thương họ mình dính mắt, rồi mình nói họ cho họ tốt mà họ không nghe mình tức. Là do mình không có xả được cái đó. Người ta cũng thương nhưng người ta lại biết được nguyên lý, còn mình thương nhưng mình lại mù mờ trong cái thương, cuối cùng mình khổ. Thì thật sự mà nói, tu hay là đờ đạo gì cũng vậy, nó cũng là một nguyên lý thôi. Có những người tu thì cũng vậy, cũng khổ về đệ tử. Những đức thì xin thưa, nói không khổ thì cũng không có, mà không muốn khổ. Không muốn khổ. Khổ làm chi vậy? Khổ nó không có làm được việc, mà nó làm mình nặng nề, mà người ta còn cười chế mình. Tuy mình nhiệt tình mình lo cho người ta, nhưng phía sau người ta nói dùng cái thứ ngu, làm chi cho cực khổ, rồi than van, rồi tức tối, người ta chửi mình sau lưng đó quý vị.
Người ta không chửi mình trước mặt đâu, phải chửi mình trước mặt thì mình cũng cố gắng mình bỏ cái cục ngu xuống. Nhưng mà nó chơi ác đạn, nó chửi sau lưng, nó chửi thầm thầm trong tâm, để cả hai bên đều khổ. Mình thì khổ làm mình than thở, mình bức bách tức tối. Còn nó thì khổ, nó tức tối, nó chửi sau lưng. Trước mặt mình thì nó cười, mà phớt qua thì nó chửi. Quý vị thấy không? Tạo nghiệp giữa hai bên chứ. Nên từ nơi đó mình dạy gì? Mình đi khổ, mình chửi thì mình chửi một cái thôi, rồi mình nghỉ, mình cười tiếp tục thì xong rồi, đúng không? Đó. Nên những đức nói rằng là phương pháp sống an vui tự tại là hiểu, hiểu rằng trong cái cuộc đời này không có cái gì mà mình nắm giữ hoài được. Cái ngày hôm nay nè, mình nắm giữ của ngày hôm nay mà không biết nó có hết ngày hôm nay hay không nè. Có khi ngày hôm nay mình gặp sự cố gì trong cuộc đời, mình có nắm giữ được hết ngày hôm nay không? Tiền của chúng ta đem gỡ ngân hàng này kia, chúng ta nói tiền của mình là lúc mình còn rút mình xài được. Nhưng lỡ bất tử mình gặp sự cố gì, vậy tiền của ai? Tiền của người ta. À, vì tại sao cuộc đời mình cứ khổ hoài, cứ khổ để mà sống? Vì sao? Vì số phận nó đáng gì vậy? À, đến đây khổ quá nên mới muốn sanh cực lạc. À, thì thấy rõ ràng rằng là vì mình đi đến đây mình xem phương pháp, lo mà không nặng nề. Thì có ăn thì đem cái ăn hết phước cho rồi đi. Còn nếu như chữ tới ngày mai phiền não lắm. Ăn hết xong rồi nó nhẹ, tại vì nó không có sợ ai ăn cắp, nó bỏ vô bụng người ta hết trơn rồi, nên nó nhẹ sờn. Những đức gian khùng khùng mà suy nghĩ được nhiều cái, lo cho nhiều con người mà cũng tự tại ghê. Người ta không? Nếu như quý vị tu mà được như những đức thì quý vị thấy cũng được rồi. Được rồi, thì khỏi cần đòi hỏi cao xa nữa chứ. Làm bao nhiêu việc mà thông cái tâm. À, còn lúc nào tức thì tức, bực thì bực, rồi xong mất tiêu. Mà vẫn quay lại cái tự tại hết trơn. Trong cuộc đời này làm gì nó không có cái tâm của phàm tục, phàm phú. Ai mà không còn. Nhưng mà xong rồi bỏ liền, vì mình muốn sanh cực lạc. Những điều này mỗi người mình nên nhắc nhở nhau, để mình sống cho nó đặc biệt quý vị. Giống như có một cô đi chùa, mỗi tuần cô đến đây, đi chùa thường xuyên. Nghe nói chạy xe, xe phía sau nó bóp kèn sao, giật mình, cái giật tay lái thì sao, cái đầu gối nó cạ vào cái con lươn, bể nát đầu gối. Bây giờ đi mổ sắp xương đầu gối lại. Thấy không? Nếu như bây giờ mình không có nghe sâu nhân quả thì người gia đình mình vài người họ nói: mày đi chùa đi, cái gì cũng đem nó cúng dường cho mấy ông thầy Tam Bảo, mày hộ trì Tam Bảo, bây giờ mày bị tai nạn gì đó, từ hôm nay nghỉ đi hết trơn á, chùa chiền gì mệt khỏi đi. Đúng không? Mình nghe vài câu trong lòng mình có khi mình buồn. Phật ơi Phật, sao mà con nhiệt tình với Phật mà tại sao Phật để con bị gì Phật? Bây giờ con bị người ta đánh giá diện gì đó Phật? Phật tại sao Phật không giúp con Phật? Phật ngày trả lời mà mình không nghe. Ngày trả lời gì nè? Đúng ra là con tan xương nát thịt, xe hàng nó cán con bấy bá, nhưng nhờ con á, bố thí cúng dường làm thiệt nên nó mới có bể cái đầu gối thôi. Mà con còn trách hờn gì nữa? Con không hiểu đến cái cuộc đời này là đến cái cõi khổ sao? Đến cái cõi này là toàn là khổ không à? Bây giờ con gặp điều đó nghĩa là con đã chuyển nghiệp rồi. Con nghe ông thầy Đức giảng hoài, trả qua báo chánh quả báo không nghe hả? Đúng không? Đó.
Nên nếu mình mà không đi chùa nghe pháp thì cuộc đời của người mình tu học chúng ta bỏ đạo hết trơn. Bị người ta nói vài câu là bỏ đạo liền. Nên coi cô này, cô đi qua bên mấy đạo tràng Tịnh Tông nước ngoài, cô tu xong cô đem quà về cô tặng những đức. Những đức hỏi cô đi được mấy nước, cô nói đi 3 nước. Những đức hỏi gì cô đi niệm Phật mấy tiếng, là dạ 3 loại tiếng. Những đức hỏi gì cuối cùng cô niệm Phật giảng sanh tiếng nào, nói dạ tiếng Việt Nam. Những đức nói vậy thì cô đi qua bao nhiêu cái đạo tràng Tịnh Tông cô niệm Phật, vậy thì cô đem phương pháp đó về nhà cô áp dụng cô tu được không? Nói dạ không thầy. Không vậy cô đi làm chi vậy? Nói dạ. Những đức nói nếu như những đức cũng như cô vậy thì những đức không có gì hướng dẫn các cô, mà có hướng dẫn các cô làm cũng được. Thì những đứa đem tá lã âm binh những đứa đưa, rồi các cô biết làm chỗ nào đây? Cái người ta hướng dẫn cho mình được, một thiền thì phải thâm nhập thiền, mật tông thì phải thâm nhập mật tông, học giáo thì phải thâm nhập học giáo, niệm Phật thì phải thâm nhập niệm Phật thì mới dễ được. Mà thâm nhập niệm Phật là gì? Là niệm Phật. Những đức hỏi quý vị ăn cơm là gì? Là ăn cơm. Chứ ăn cơm thì sao? Ăn cơm là nhai cơm mà nuốt cơm vô bụng là ăn cơm. Vì niệm Phật là gì? Là niệm Phật. Vô cùng đơn giản luôn. Vì mà đi tìm cái xa vờ à. Chữ A trước mặt mà đi tìm chữ A ở đâu? Chữ A trong Phật pháp nó lý giải rộng rãi lắm. Từ nơi đó mà trước mặt chúng ta có phương pháp sẵn, và tại nhà chúng ta cũng áp dụng tại gia, vì chúng ta đi tìm đâu xa, cứ như vậy mà tu, đúng không? Mười mấy năm nay những đức niệm Phật, quý vị thấy những đức càng ngày càng vui không? Rồi quý vị nhìn từ ngay những đức biết cái gì mà sao làm bao nhiêu chuyện, những đức biết cái gì mà những đức làm được bao nhiêu chuyện. Rồi quý vị thấy những đức tổ chức một năm lễ, những đức tổ chức á, những đức có tổ chức ít hơn người khác không? Nhiều hơn người khác gấp 4 lần. Phim ảnh tổ chức mà lễ lọc, quý vị thấy cái lượng người đến ít không? Quá đông. Những đức nói thiệt, ít gì cũng đứng cái tầm thứ 3, chắc chắn quý vị luôn. Những đức đứng tầm thứ 3 đó. Những đức kiểm qua hết rồi. Người ta có thể tổ chức những chương trình hình thức thì không nói đi, nhưng mà để tổ chức cho nghe pháp và tu không thì những đức xin xưng thứ 3 đó. Thì vị biết rằng vậy thì từ đâu mà ra? Từ câu Phật hiệu mà ra chứ đâu. Tất cả những gì những đức chia sẻ cho vị nghe phải là để phải gây dựng tín nguyện không? Tín nguyện niệm Phật. Người ta tu tịnh độ mà bỏ tịnh độ là gì? Người ta không tín nguyện niệm Phật. Hy vọng quý vị học nghề mà bỏ nghề là sự chọn lựa quý vị chưa chuẩn mà đã chọn sớm quá. Giỏi vàng chọn nên giỏi vàng bỏ. Chúng ta đã có được thời gian chọn mười mấy năm. Con số mười mấy năm này cũng không phải ngắn đâu quý vị. Người ta trong một thời cùng với những đức, người ta đã đi quá nhiều để chọn. Tới bây giờ người ta vẫn chưa chọn được cái gì hết chứ. Chưa chọn được cái gì rõ ràng. Những đức từ khi vô chùa gặp một cái chọn luôn. Mình thật sự cũng may mắn. May mắn. May mắn là mình nghĩ mình ngu. Nó thật luôn quý vị. Cứ nghĩ mình ngu nên người ta đã làm được như vậy rồi thì lấy đại đi. Cứ nghĩ vậy mà cuối cùng lụm được của báo à. Những đức nói cho vị nghe chứ, cái phương pháp tu niệm Phật địa chung này và lễ Phật không phải của những đức chế tạo ra đâu.
cho quý vị nhớ, của thầy trên chùa Quán Âm đó. Phương pháp này là của báo đó, ai nắm cho chắc đi. Quý vị hãy nhìn cái căn tính mình đi, ngồi im một chút là ngủ liền, thì phương pháp này là phương pháp càng về sau càng hợp. Vì con người bây giờ không có ngồi yên được, không có im im được, không có mùi được, hiểu chưa? Không có mùi được, mùi là nó ngủ, hiểu chưa? Công nhận không? Để ý nghe. Những đức chọn phương pháp này là những đức ta thấy ra rồi. Và cái phương pháp lễ Quan Âm này nè là cái phương pháp rủ người đó. Quý vị để ý đi, phương pháp lễ Quan Âm này là phương pháp rủ người đó. Thì Phan hãy nói cái chuyện nhập tâm hay không nhập tâm, mà quý vị hãy nói cái cách nói phù hợp bây giờ là gì? Tu được. Như Đức hỏi quý vị, ăn ngon mà không ăn được có ngon không? Ăn không ngon mà ăn được ngon không? Không ngon gì mấy mà mỗi ngày được ăn. Còn hơn người ta nói phải ăn cho ngon, ăn cho ngon mà có người ta không ăn được thì vẫn là đói meo. Thà tôi chọn ngon vừa vừa mà mỗi ngày được ăn, đúng không? Phương pháp này cũng không phải đạt gì đặc biệt gì, nhưng mà nó làm cho quý vị tu được. Nên hãy lấy phương pháp này áp dụng tại gia mà tu, áp dụng tại gia mà tu. Nhưng Đức từng nói rằng, tôi cảm ơn thầy ở trên kia, tôi không chế tạo cái khác đó. Cả đời tôi từ phương pháp thuyết pháp tôi lấy từ thầy ngày xưa đó, phương pháp tu tôi lấy từ thầy đó, trả ơn là cho thầy đó, không đổi. Xin thưa quý vị, bây giờ dưới khả năng những đức đọc lời Ấn Tổ và giảng thuyết đều được hết, đều làm được hết. Nhưng những đức sẽ làm cái việc dễ nhất cho quý vị, đem phương pháp cua bò cá lội cho quý vị để bị dễ tiếp nhận. Hiểu rồi, không có làm được mà nói chi cao xa, mình làm không được mà làm nói chi cao xa nữa, nghe chi cho những việc cao xa. Không làm được như những đức nói cao xa mà dùng không được, không bằng thấp mà dùng được, đúng không? Quý vị nghe này hợp tình hợp lý không quý vị? Hợp tình hợp lý đó. Nên từ nơi đó mình đi về đây, mình sống mình vui thì mình nắm phương pháp. Tại sao ở đây mình đặt câu hỏi, đông người mà người ta vui, mình có hai ba người mà mình nặng nề hoài á? Hãy điều chỉnh lại đi, hãy điều chỉnh lối sống của mình lại để người ta nhìn người tu mình mà người ta muốn tu. Nhưng Đức đã từng nói rằng, mình làm ông bà cha mẹ người ta, mình cứ vác người ta trên vai hoài chi hả? Đến lúc mình phải để người ta xuống cho người ta đi đi. Mình có người mình càng ngày càng lớn tuổi, mình yếu rồi, mình có vác hoài người ta được không? Mình dành mình vác người ta, có ngày mình té đây chết cả đáp. Nó còn nhỏ quá, mình ẵm ở trên tay mình vác nó, nó chưa có sự hiểu biết rõ ràng thì mình vác nó, mình dạy nó. Còn đến lúc nó đã biết rồi, nó đâu có cần mình nói nó nữa đâu, nó đâu có cần nữa đâu mà mình đi vác nó nữa. Mình nói mình thương nhưng người ta bắt cần mà mình nặng chí. Quý vị hãy tập buông đi để cho quý vị được tự tại, hiểu không? Có khi quý vị còn độ người ta được nữa. Vì có những cái mình bo người ta hoài, người ta cảm thấy nặng nề, ta không thoải mái. Nên có những cái mình buông người ta ra, người ta lại thấy giống như người ta tiếc nuối những sự thương yêu. Có nhiều đứa con quý vị bo nó mến tay mến chân, nhưng mà nó kêu quý vị đi ra chỗ khác đi. Hoặc là nó 17, 18 tuổi mình nói nó này kia, nó thôi mẹ để nó nhiều quá, con mệt quá, con lớn rồi con tự con biết.
mình tức chết được đúng không? Mình nói ờ mày biết nghe, rồi mai mốt mày mang cái bụng mày gán chịu nghe con. Mình nói một câu vậy phức cho rồi đi, rồi xong á mình lo mình đi niệm Phật, mình nói nó không có nghe, hiểu không? Nó nên cái mặt người ta mà người ta thích người khác hung thì mình có đẩy lại cỡ nào nó cũng gịch ra để cho đưa cái mặt cho người ta hung. Nó đã muốn điều đó rồi, mình có cản cũng không được, hiểu không? Cũng như mình ngày xưa muốn vậy đó, ai cản mình được? Hãy nghĩ lại mình rồi nghĩ cho người ta. Những điều giản đơn giản lắm nhưng mà nó thấm tận đáy lòng. Chứ mà biết đó nghe, nghe mà gác chân lên trán suy nghĩ. Chứ đừng có nói những điều đơn giản, nó không đơn giản đâu. Nó đó vạch rõ ra từ lời dạy của Phật đi đến chúng ta. Còn giờ chúng ta đem văn tự nguyên văn của Phật để áp đặt, mình làm được không? Đố mà làm được. Nên văn tự của Phật Pháp chư tổ sư giảng dạy có thượng trung hạ, chúng ta hãy xem căn tính của mình mà lấy văn tự nào phù hợp để dạy. Con người bây giờ tu hành mà kêu chúng ta đoạn sạch ác, tu sạch thiện, đoạn tham sân si, quý vị niệm Phật để giảng sanh về cực lạc mới gần được thượng thiện ở cực lạc mới phù hợp. Văn thì phù hợp nhưng hành được không? Thì làm được không? Những đức mà nói điều này bản thân những đức cũng không làm được, vậy thì nói làm gì nữa vậy? Bản thân mình cũng làm không được nữa nè, làm sao nói? Cái cõi này những đức hỏi quý vị, ai là người đoạn hết ác? Quý vị ở cõi ta bà làm sao thiện phù hợp với Tây Phương? Nếu như quý vị ở cõi ta bà mà thiện quý vị phù hợp với người ở Tây Phương, vậy thì quý vị về Tây Phương làm gì nữa giờ? Thì còn nói chi là bổ nguyện tiếp dẫn. Vì sao Đức Phật Ngài đưa ra tính nguyện niệm Phật để sanh cực lạc không? Chí tâm tinh ưa là tính nguyện trì danh đó. Vì vị nhớ cái nguyện thứ 18, chí tâm tinh ưa là niệm Phật gây dựng tính nguyện kiên cố đó. Để ý chỗ này nghe. Như vậy phương pháp nào, nhớ dùng câu giảm, phương pháp nào để giúp chúng ta giảm ác, phương pháp nào để giúp cho chúng ta giảm tham sân si? Niệm Phật. Vì sao nó giảm được? Vì khi cái ác nó cực điểm mà chúng ta đưa câu Phật hiệu vô thì cái ác nó giảm. Còn dùng phương pháp khác, phàm phu chúng ta không dùng được. Nhớ, dùng phương pháp để đoạn ác bằng văn tự, phàm phu không lý giải nổi và dùng được. Lý giải nổi nhưng làm không được, đó là pháp tự lực. Nhớ, đoạn tham sân si bằng văn tự phô diễn để đoạn, không làm được. Chỉ có khởi ác đổi qua A Di Đà Phật, khởi thiện đổi qua A Di Đà Phật, không vừa lòng A Di Đà Phật, tâm tham lam A Di Đà Phật, tâm ích kỷ A Di Đà Phật, tâm muốn giật của người A Di Đà Phật, tất cả cái tâm thiện ác phát lên đều A Di Đà Phật, thì tự từ từ nhẹ bớt đi ác, nhẹ bớt đi tham sân si, 100% nhẹ. Chính những đức thấy nó nhẹ nè, chính bản thân những đức tu thấy nó nhẹ rõ ràng. Cuộc đời mình nó tham cỡ nào lấy mình không biết, nó sân hận cỡ nào lấy mình không biết, nó giận dai cỡ nào lấy mình không biết. Vậy mà bây giờ những thứ này mình nhẹ hết trơn là từ đâu? Niệm Phật mà ra chứ đâu. Đó, rõ ràng không? Nên nhớ, văn tự của chư tổ sư là giảng cho thượng trung hạ, còn văn tự của mình giảng cho bậc hạ. Vì mình không được bậc trung, mình không phải bậc thượng,
Ấn Tổ là Đại Thế Chí Bồ Tát Quá Thăng, là bậc cổ Phật thị hiện đến. Quý vị nghĩ Ngài có khả năng giảng cho Thượng Trung Hạ. Tam Tạng Kinh Điển Ngài coi xong hết, Ngài sửa lại chữ trong Tam Tạng luôn. Coi trong Tam Tạng Kinh Điển câu nào không phù hợp, sửa lại luôn. Ai mới có khả năng làm được điều này? Cổ Phật mới làm được. Hơn 30 năm trong Liêu Thất việc Đại Tạng Kinh, chỉnh sửa lại. Khi Ngài bước ra Liêu Thất, để lên một câu cho đời: cội nguồn tột đỉnh thâm sâu nhất, chỉ trong hồng danh A-di-đà. Quý vị coi Ngài có kêu người sau này điều chỉnh lại không? Không. Quý vị đâu có khả năng này đâu mà đi điều chỉnh. Cứ như vậy mà làm, rồi Ngài kêu mình niệm Phật đi. Đó. Nên trong cuộc đời mình được đem Phật Pháp giới thiệu là điều nó mừng quá rồi. Mình nên làm tròn trách nhiệm của mình ở cái cuộc đời này đi. Nên làm hết với tâm tư của mình với cái cuộc đời này đi. Còn người đời sau tự có Phật Bồ Tát sắp xếp. Chúng ta đâu có sắp xếp được cái việc này đời sau. Đời này nè, mình lo cho người ta mà mình sắp xếp ta còn không được kìa. Quý vị đi hỏi nhiều chùa đi, phải là chính bản thân họ làm chủ trì chùa mà khi sắp xếp chùa không được không? Đi hỏi đi. Thì từ nơi đó đời này của mình mà còn làm chưa xong nè, đừng có nói chi những đời sau. Nói xa quá, tâm lượng quá lớn mà không có sức làm. Hãy dùng sức và tâm lượng đó để chú tâm hiện đời đi. Toàn tâm toàn ý mà làm cái hiện đời cho chúng sanh được nhờ. Thấy chủ nhật mà về đông gì là thấy cũng nhờ rồi, đúng không? Được nhờ rồi. Chừng nào không nhờ được thì thôi, tôi đã làm hết mình tôi rồi, đúng không? Nên những đức khuyên quý Phật tử, mình học với ông thầy là mình học được cái sự tốt đẹp. Còn cái gì sau này không tốt đẹp thì cho nó qua. Hãy nhìn cái thời học tập của mình đã được lợi ích gì, hiểu không? Đừng bao giờ từ mở bài thăng bài tới kết luận mà lại ghét luôn thăng bài và mở bài. Có nhiều người mình dạy không biết cái thờ học của mình là cái gì, thì cuối cùng rồi lộn lạo tùm lum, mất phương hướng. Nên những đức khuyên quý vị, muốn làm Phật phải nhẫn. Tuy là pháp niệm Phật là pháp đại thù thắng, ai tu cũng có thể thành tựu, chỉ cần tín nguyện kiên cố niệm câu Phật hiệu này cho tới cùng. Gặp bệnh đau, gặp tai nạn, tan nhà mất mạng, chồng bỏ, vợ bỏ, con bất hiếu, gặp sự cố gì cũng tín nguyện niệm Phật thì chắc chắn rằng Phật sẽ rước quý vị thôi. Hiểu không? Ngài nói mà, quý vị còn lý giải gì nhiều nữa. Ngài nói mà, hãy đọc văn tự nguyên văn đơn giản đi: chúng sanh mười phương nghe danh hiệu ta là A Di Đà Phật, chí tâm tin ưa niệm danh hiệu ta, đến khi mệnh chung chỉ cần niệm từ một niệm đến mười niệm thì ta là A Di Đà Phật sẽ đến tiếp dẫn, ngoại trừ những kẻ tạo tội ngũ nghịch phỉ báng chánh pháp. Là trừ hai loại người mà không niệm Phật đó đó: tạo tội ngũ nghịch phỉ báng chánh pháp, pháp môn tịnh độ thờ mạt pháp nhưng nó là chánh pháp. Nhưng nếu họ không niệm Phật thì là phỉ báng chánh pháp, thì không được tiếp dẫn. Nhớ nghe. Vậy thì mình cứ niệm Phật đi. Bây giờ mình còn nói rằng niệm không biết có rước không, sao cứ chen vô cái chuyện của Phật làm hoài à? Không, phàm phu mà không chịu lo mình là phàm phu đâu. Nó nên có cái cô kia, cô nói: thầy ơi, con đi tu mà con gặp cái người này nói họ là bậc A-la-hán tái lai, bây giờ con
phải thì sao mới biết được người đó là A-la-hán thiệt thầy? Những Đức nói bậc A-la-hán có lục thông. Cô hãy nghĩ, con muốn ăn đậu hũ, con muốn mua xe hơi, con muốn có một cái váy màu vàng bặm. Chỉ ba ý nghĩ vậy thôi. Cô hỏi, dạ thưa ngài, con đang nghĩ cái gì? Nếu nói rõ ràng đúng ba cái đó thì là có tha tâm thông. Đúng không? Bậc A-la-hán chắc chắn có thiên nhãn thông. Quý vị khỏi cần lấy gì nhiều, lấy tờ giấy trắng, tờ giấy viết chữ che ngang mắt, kêu nhìn qua bên kia, nhìn đón chữ bên kia. Nếu không đón được thì không phải bậc A-la-hán. Đều có sự kiểm chứng hết. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không cũng giảng rõ ràng. Chúng ta học Phật mà ai nói ai là Phật Bồ Tát, nói mà không đi là giả, nói xong phải đi liền là thật. Nên mình đừng có bị mê hoặc điên đảo quý vị. Hãy làm người phàm phu niệm Phật đi. Chúng ta làm người phàm phu niệm Phật có sự an vui là được rồi. Như vậy là được rồi, mình cứ như vậy mà niệm Phật. Nên muốn thành Phật thì phải nhẫn, muốn về cực lạc thì phải nhẫn. Quý vị coi Hòa Thượng Hải Hiền phải khó khăn không? Khó khăn trùng trùng. Nó trong cái thời đó ngài làm ruộng, ngài nuôi hết các người huynh đệ tu các pháp khác luôn, cực khổ gian nan. Chùa chiền bị đập tượng Phật, bắt ngài đưa vào đội sản xuất lao động, bắt đi chăn trâu, bắt hoàng tục, ăn cùng với anh ta là ăn mặn. Ngài đi chăn trâu, ngồi trên lưng trâu niệm Phật, ngồi tảng đá niệm Phật, gặp sự cố gì cũng niệm Phật. Người ta mới để là toàn thân xá lợi. Còn mình thì không khéo để lên con vợ. Nghe không? Vậy thì quý vị mỗi ngày nghe những Đức chia sẻ Phật Pháp. Nếu sau này những Đức gặp nạn lớn quá thì quý vị sao? Lo mà tu đi. Nạn thầy thầy gánh, nạn trò trò gánh. Chúng ta chỉ đem lời nói để động viên nhau tu thôi. Còn của ai nấy gánh. Đúng không? Thầy muốn phẩm vị cao thì nạn lớn, con phẩm vị thấp thì nạn nhỏ. Cây cao gió lớn, thiền to sóng lớn, đúng không? Vậy thì bây giờ nếu mà trong cuộc đời tu của thầy mà thầy không gặp nạn lên bờ xuống ruộng, vậy làm sao kiểm nghiệm được thầy là người tu hành? Nhưng Đức cũng tính trước hết rồi. Hiểu chưa? Đừng có nói ở đâu đến với mình xa. Có khi bên cạnh mình nó đến với mình. Chúng ta nên tính xa và gần. Để xa cũng được mà gần cũng được. Hiểu chưa? Cái câu đó mới gọi đúng là người biết lo xa không có cái khổ gần. Lo xa là lo cái gì? Lo được sự cố chứ không phải là lo cơm ăn áo bận đâu. Cơm ăn áo bận thì chắc chắn là cuộc đời này không có đói chết đâu, đừng có sợ. Mà lo cái chuyện hơn thua đấu đá, cái sự chù dập mọi mặt. Hiểu không? Có tất cả, mất tất cả, rồi có tất cả, rồi mất tất cả, rồi bạn mới được tất cả. Bạn có buông được hay không? Cái này là cái cực kỳ quan trọng luôn. Nên quý vị nhớ rằng đời chúng ta đã được gặp nhau, thời gian thấm thoát mới đây cũng 10 năm mà. Con số 10 năm nó cũng là một chu kỳ. Hiểu chưa? Những Đức đã từng 5 năm một chu kỳ, 10 năm nó cũng sẽ có chu kỳ. Nên từ nơi đó mỗi người chúng ta, quý vị nhớ, vì sao những Đức thận tượng Phật cho quý vị từ khi biết quý vị tới bây giờ? Khuyên quý vị gia đình có ngôi tam bảo và đưa phương pháp tu cho quý vị tại gia. Vì những cuộc đời những Đức đi, những Đức đã tính cái chuyện kiếp nạn. Hiểu chưa? Những Đức đã gieo hết rồi thì bản thân những Đức cảm thấy đối với vị những Đức đã hết lòng hết dạ.
Những gì những đức hướng dẫn đã tặng đáy lòng, dù hiện tướng gì những đức cũng tu hành. Nên ở đâu cũng tu hành, mục tiêu là chúng ta muốn hướng về cực lạc hay không thôi. Đó. Trong cuộc đời này có những cái mà nó thành hình về nghiệp quả, quý vị sẽ bất chợt lắm. Nó thành hình về nghiệp quả, quý vị sẽ không ngờ được cái hình của nghiệp quả đâu. Có cái quý vị không tưởng tượng được và không ngờ được, đó lại là nghiệp duyên của nhau. Hiểu chưa? Có khi thân nhất, cặn kề nhất, ăn chung, nằm chung, thân thiết, cha con, vợ con, thầy trò, lại là nghiệp duyên. Nó mới đáng sợ. Đúng không? Nó mới đáng sợ chứ. Phải tính trước những điều đó. Thì bản thân chúng ta gặp gì mình cũng đã từng nói rồi, sau này Phật tử không có bất chợt. Tại vì sao? Nó tợ thầy tu vậy mà còn vậy nữa, con gì, ăn thua gì, hồi nản quá nghỉ tu. Tầm bậy. Vàng mà không đụng lửa làm sao gọi là vàng? Vậy mà chùa mình bạc đụng lửa mà vẫn là bạc. Ghê. Đúng không? Người niệm Phật tính nguyện kiên cố, bạc bây giờ cũng kiên cố, xương thịt mà còn trở thành xá lợi. Đúng không? Đó, đòi hỏi là cái bổn nguyện quý vị tin Phật đến mức nào. Những điều chúng ta chia sẻ như vậy quý vị nên lưu giấu trong tâm để nhớ mãi. Tại vì sao? Trong cuộc đời này nếu chúng ta yên hoài thì không khảo đảo được ai hết. Trong cuộc đời của người đến với cuộc đời này, hãy tính những việc thịnh và suy. Hãy sống những ngày tháng hoàng kim cho tuyệt vời. Thí dụ như mình là ca sĩ nổi tiếng, hãy đứng trên sân khấu cho thật là đẹp những thờ khắc hoàng kim. Rồi một ngày nào già yếu đi, chúng ta hãy nhớ về khoảnh khắc đó để sống những ngày tháng còn lại của mình cảm thấy xứng đáng. Hiểu chưa? Đừng nên đòi hỏi nó sẽ là như vậy mãi mãi. Nếu như nó là như vậy mãi mãi, vì sao Đức Phật còn thể hiện già, và thì Đức Phật còn thể hiện bệnh, để nhắc vô thường về nhân sinh. Ta là Phật nè, mà ta còn phải già, bệnh và nhập niết bàn. Ta là Phật nè, mà ngọn lửa còn thiêu đốt ta. Như vậy thì ai là người ở cuộc đời này tồn tại? Hãy tồn tại những giây phút mà chúng ta đang khuyên nhau niệm Phật, để giữ những tư tưởng tín nguyện kiên cố. Trong cuộc đời mình đã gặp người đó và đã cùng học tập với người đó, những giây phút đặc biệt đó, để cả đời mình duy trì mà tu là quá tuyệt. Hiểu không? Nên tu hành nó phải có sự thay đổi quý vị. Sự thay đổi nhất định phải có, sự chuyển biến đủ chuyện phải có, nhất là nó đi đến mức cực điểm. Chúng ta hãy để cho nó phát đến mức cực điểm đi. Nếu như chúng ta hãy vì bản thân mình thì chúng ta sẽ sợ đè phục nó lại, thì sự lo lắng đó là chúng ta đi phản ngược lại định luật vô thường tự nhiên. Chúng ta hãy để cho nó phát đến mức cực điểm đi, rồi nó như thế nào ta cũng chịu đựng được. Vậy thì quá tuyệt vời rồi. Hãy để cho nó tự nhiên hoàn toàn. Như vậy thì quá hay. Nếu như những gì những đức nói và những gì những đức mai sau làm được như vậy, dù ở mỗi nơi nào, hoàn cảnh nào, vị trí nào, cũng duy trì được cái tâm hai bài giảng đó, thì vị thấy tuyệt. Đúng không? Đó. Câu Phật hiệu này thì quá đặc biệt quý vị. Quá hay. Mà để người tin có Phật hiệu này khó lắm. Khoan hả, nói cái chuyện tu lâu tu mau trong đây, bạn có thật sự áp dụng hay không? Đó. Nên những đức nói rằng cái phương pháp tu này rất là hay. Chính thầy chùa Quan Âm đã đưa phương pháp tu này cho quý vị. Quý vị cả ơn, cả đời quý vị cảm ơn thầy. Những đức biết cái gì đâu, hoàn toàn là lấy của người ta. Lại Quan Âm cũng vậy, cả nói chuyện thuyết pháp này cũng được, cũng vậy luôn. Những đức chỉ được có một cái là ăn cắp ăn trộm của người khác thôi. Nhưng mà nếu ai cũng có cái tính ăn cắp ăn trộm như những đức thì chúng sanh cũng nhờ. Đúng không? Thấy nó hay thì ăn cắp. Ăn cắp trong mọi hình thức.
thương. Nghe không? Nên từ nơi đó bản thân chúng ta nên phát tâm học tập, nên phát tâm học tập, điều đó rất là đặc biệt. Quý vị biết rằng á, nội mà niệm địa chung thì quý vị thấy quý vị niệm háo hức không? Cái niệm A Di Đà Phật với Nam Mô Di Đà Phật, quý vị thấy cái điệu địa chung nào cũng niệm thấy ghê không? Tại vì sao? Vì những đức biết mình mà im im là mà thê thảm lắm nha. Nó thê thảm ghê à, nó cứ là im im cái là mà nó hô hốc à, không hô cũng thành hô. Nó mà gỗ gộp nó không hô nó cũng thành hô đó. Gục lên gục xuống, người thấy chưa? Này nó đánh gãy tay luôn, cái người thấy không? Nó hút quý vị á, nó không có cái niệm xen vào để ngủ luôn. Ai Di Đà Phật, 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 Ai Di Đà Phật. Nó làm quý vị phải đi liên tục. Để nó kéo thời gian quý vị quên đi thời gian, để mà nó thâm nhập thời gian cho qua mau. Cái cách địa chung là vậy đó. Đó nên, này để ý nha. Còn cái điệu lễ Phật quý vị thấy không? Một niệm đầu để nghe, niệm sau như lượng sống. Lượng sống chào dân mà những đức còn nghĩ cái chuyện thu âm được tiếng của đại chúng niệm luôn. Nên quý vị ở nhà quý vị tu, quý vị dù niệm nhỏ xíu nhưng mà cái tiếng chúng thì giống như nhà quý vị là một đạo tràng đang tu, đúng không? Nghĩ đến mức gì cho quý vị luôn á. Chứ nếu như những đức chỉ niệm một tiếng của mình mà không tiếng của chúng thì quý vị tu khó lắm. Quý vị niệm theo thì không đủ sức để niệm, mà không niệm theo thì im chút mệt mỏi, yếu đi cái tâm tu thì bỏ cuộc giữa chừng. Nên những đức mới thu cái tiếng của đại chúng cho quý vị nghe, để bị nhép nhẹ theo là thành hình này. Nên từ đó mà có lực cho quý vị tu hết thờ. Nghe không? Thêm cái nữa, những đức có những cái công này nè, có những cái công là những đức tu rồi những đức mới đưa ra thờ khóa, nên những đức tính ra thờ khóa cho quý vị gọn quá. Những đức có được cái công đó đó, có cái công là tính ra thờ khóa cho quý vị tu á. Rồi những đức có cái công giảng pháp nửa tiếng làm mẫu cho người sau này giảng đó. Vì công nhận người bây giờ nghe pháp là nghe nửa tiếng là thường ngày là đúng không? Quá phù hợp. Nhưng đức xin thưa với quý vị, nếu bây giờ mà mỗi ngày mà ai giảng pháp một tiếng rưỡi, người đó sẽ bỏ cuộc giảng pháp, người đó sẽ không giảng nữa, vì bạn không có vốn để giảng đâu. Trời ơi, kinh nghiệm mỗi ngày giảng pháp tôi tính ra nè, nếu mà mỗi ngày mà tôi sáng tiếng chiều tiếng, tôi sẽ bỏ cuộc vì tôi không đủ sức để nổi. Thấy chưa? Nè, rồi kinh giáo làm sao quý vị lý giải ra hoài mà nói được đây? Nó nặng căn, nó nặng đầu óc, quý vị nghỉ giảng liền. Nên từ nơi đó nửa tiếng, 20 phút, 15 phút thì nhất định ngày nào cũng có. Vậy thì ngày nào cũng được giảng hết rồi. Hiểu không? Những đức xin thưa quý vị, cả quý vị nghe pháp ở nhà mà những đức cũng đón được quý vị nữa. Là tuy nửa tiếng đồng hồ nhưng bữa nào mà những đức giảng được 15-20 phút mà giống như xuất phát, quý vị nghe xong công nhận bữa nay nghe ít ngon ghê. Hiểu không? Nó bữa nào mà nửa tiếng mà rề á là quý vị nói sao này lâu quá, trong tâm nó lâu quá, nó ở bên đây giảng mà còn nghe quý vị bên đó nói gì. Nhớ đó. Nên từ nơi đó mà mỗi người chúng ta phải nhìn ra được căn tính. Nên những đức nói rằng kỹ sư muốn chế ra một cỗ máy thì phải đi xem mọi người đang cần cỗ máy nào. Chứ nếu mà kỹ sư cứ đóng cửa coi sách rồi tự đưa ra cỗ máy để kêu người ta sử dụng thì khó lắm. Hãy nhập vào cảnh duyên của người ta mà cùng sống với người ta, rồi mới biết cái nhu cầu của mọi người đang cần cỗ máy nào thì đưa ra mới thành công. Nhớ nghe,
Chứ nếu như mà mình chỉ ngồi trong phòng mà đưa ra đại, không có được đâu. Người sau sẽ không bao giờ dùng phương pháp của mình. Phải tính cho thật là kỹ, như vậy thì mới đưa ra phương pháp tu được. Những đức nói phương pháp tu này của chùa Quan Âm trên kia năm xưa là quá thành công, quá thành công. Mà quý vị thấy tới đời của những đức, phải là phương pháp này đã đến mức thăng hoa không? Quý vị năm xưa quý vị cũng nghe thầy trên kia, mà ở nhà vì là ít tu, ở nhà vì ít tu. Ngày xưa những đức làm cư sĩ ở trên kia, Phật tử thường đến những đức hỏi quý vị về nhà có tu không. Những đức nó thường hỏi rất nhiều người luôn, hỏi điên chi phải không. Tôi đã thấy phương pháp này hay rồi, tôi tính rồi. Năm xưa tôi là cư sĩ, tôi đã nghĩ ra cái chuyện sau này phải thu âm phương pháp này. Nên tôi đi hỏi rất nhiều người, họ nói rằng đi đến đây nghe pháp chứ về nhà ít dụng không tu. Thì ra phương pháp tu ở chùa năm xưa 3 tiếng, ở nhà ai tu được. Đúng không? Và những đức là người quản chúng, những đức biết tu nhiều chưa chắc hay, mà tu ít cũng chưa chắc dở. Tu ít mà nó gầy dựng cho quý vị một cái lòng tin và tín nguyện và thèm. Như ăn một món ăn mà cứ ăn càng thèm, càng ăn càng thèm, vậy thì món ăn này đạt. Còn hơn là cành hông ói ra thì món ăn này có ngon cũng trở thành món ăn dở. Nhớ, hãy đưa mình vào vị trí đó rồi sẽ thấy ra. Vì năm xưa chính những đức tu 3 tiếng, bữa nào trong lòng cũng mong, mong cho cúp điện đi. Sợ quá. Sợ nhất là gì? Tụng kinh xong lễ Phật xong địa chung xong phải bắt lễ Phật nữa. Phải lễ Phật nữa. Nó làm cho quý vị phải xây dòng kéo thời gian. Nên mấy bà già mình quản chúng mình biết, tới giờ kêu bắt đi tu chợ là chợ, kêu bà không ra. Mà khi bà tụng kinh rồi bà kéo một đàn bà đi, mà đây là mình kinh nghiệm rồi, kéo nguyên đàn đi. Nên mình ngày xưa mình thường nói thầy ơi thầy, bớt lại thầy ơi, đừng có thêm nữa, vì mấy bà già tội nghiệp, mỗi ngày bà giặt đồ không kịp, bà chạy lăn xăng, rồi bà tụng kinh xong hồi kinh bà đi một đàn ra ngoài, rồi bà câu giờ nữa. Ngày xưa quản chúng cái gì mà không biết, tại sát nút, sát luôn nên bà câu giờ. Có nhiều bà mình đến gần bà mắt mờ mờ, bà đâu biết mình đâu. Mình hỏi cụ sao bà đi vòng vòng chi, bà nói vô đó ngồi lâu quá, đi vòng vòng chút cho mắt bớt thời gian. Đó, đi tìm hiểu thì ra mình mới biết được. Đó, vì thấy xuống đây những đức đưa ra thờ khóa cho quý vị, mà những đức tính luôn cho quý vị luôn nè. Những đức nghĩ như vậy nó mới là đạo tràng rộng rãi nè. Nếu như ở đây mà tu 2 tiếng thì ở đây với nhà bị khác quá. Nên những đức mới tính ra ở đây tu sao, nhà bị tu gì, thì đạo tràng này mới lớn. Quý vị về nhà và ở đây quý vị thấy không có khác. Ở đây tu, về nhà tu giống hệt, thì chùa này mới thật sự lớn. Hiểu chưa? Còn nếu như chỉ có gì chùa tu mà Phật tử không về nhà tu thì cộng trừ nhân chia trong 6 ngày quý vị ở nhà mà không tu, vậy thì cái con số tu của quý vị ít. Nên những đức tính cho quý vị về nhà 6 ngày phải tu, vậy thì ngôi chùa này vô cùng lớn. Đúng không? Chỗ này để ý ra ghê thiệt, bởi vì ngu mà sao nó kỳ cục. Đúng không? Nhiều người nói ủa sao cái thằng này nó khùng khùng rồi, sao nó phát triển đạo tràng ghê vậy ta. Những đức nói thế gian nhiều người khùng. Thấy chưa? Giảng gì mà tao khoái, thấy chưa? Nếu người nào mà nói mình không khùng trong lúc này, bạn là người khùng. Bạn không khùng vì sao bạn đến đây?
bạn đã không được mạnh bà cho uống một chén cháo lú, thì sao bạn đến đây mà không biết người thân? Bạn thì không có ngốc, nhưng bị mạnh bà cho uống chén cháo lú rồi, thôi khùng đi, hạ mình xuống. Thấy chưa? Chúc mừng, tập trung được nhiều người khùng. Thấy không? Khùng mà cũng có giá ghê. Thì vị mới thấy pháp môn Tịnh Độ này thù thắng. Thấy không? Chứ có mấy thằng khùng mà câu được đông dữ. Đúng không? Câu nhận đặc biệt. Đúng mấy chị? Số 1. Cái cô kia cô bằng tuổi Nhân Đức nhỏ hơn. Tính ra cũng mấy cô. Cô gặp Nhân Đức cô nói nè: cuộc đời của thầy mà đi đâu con cũng thích đi theo. Thấy không? Ngày xưa mình cứ cho mình khôn mà chưa bao giờ có ai nói một câu nói đó với mình. Nhưng bây giờ mình khùng mà sao nhiều người nói câu này với mình quá. Hay chưa? Vì sao? Người ta thấy khùng mà tự tại. Mà người cho mình khôn thì càng ngày càng khổ. Hãy suy nghĩ cho kỹ nghe. Rất là nhiều người ở thế gian này họ cho họ khôn, sự nghiệp họ rất lớn, nhưng họ để tóc mà bị sói đầu. Ghê không? Còn cái tên khùng này á thì cạo đầu mà ra liền liền. Tóc Nhân Đức á chỉ cần một ngày không cạo là nó ra đen thui. Thì quý vị biết rằng là cái năng lượng của Nhân Đức nó tích tụ cỡ nào chứ. Nó nuôi dưỡng được từng tế bào mà sinh trưởng nhanh. Nhân Đức hỏi quý vị trồng bắp trồng đậu mà nó ra nhanh vậy là bỏ đậu bắp đó, hạt giống nó yếu hay mạnh? Mạnh. Thì tóc Nhân Đức mà ra mau có nghĩa là hạt giống Nhân Đức mạnh. Đúng không? Giống tốt. Hiểu chưa? Giống tốt. Nên mấy ông hãy niệm Phật để giống tốt. Hiểu không? Đó. Không, thấy giảng đơn giản mà sao nghe thích thú ghê á. Nghe thấy chưa? Đó. Nên quý vị biết rằng là cái người niệm Phật của mình nó đã an lạc rồi, nó đã vui rồi. Quý vị thấy nó tự tại lắm. Sau này một ngày nào chúng ta không được ngồi với nhau gì nữa thì quý vị sẽ nhìn những buổi này mà cảm thấy cười thế những ngày này. Phải nhớ. Nên phải nhớ rằng là cái đặc biệt nhất của chúng ta là đời này phải về cực lạc, gặp nhau trên đó. Hiểu không? Về đó gặp nhau mới là nơi bình yên nhất. Ví dụ như bây giờ mà quý nhau, mến nhau rồi thì mình phải về cực lạc mình gặp nhau chứ. Ở cõi này sinh ly tử biệt, một ngày nào cũng chết thôi, đâu có ở mãi bên nhau được đâu. Đúng không? Dù cho ở phương chờ nào nhưng phải hướng về cực lạc, đây mới là đẹp. Sợ là sợ mấy bà lạc thôi. Thấy không? Mấy bà lạc tầm bậy thôi. Mấy bà thì giờ nghe hoàng gì thì nó hờn hực cái tâm. Nhưng mà khi mà mấy bà không nghe nữa thì mấy bà nghe người ta lý giải cũng đúng. Thường là gì nè? Cũng đúng ha. Thường là cái bệnh của mình là cũng đúng. Thì nó đúng. Nguyên lý nào lý giải mà nó không phù hợp? Nhưng mà nó phù hợp vào mình để áp dụng cả đời kia. Để chọn ra mục tiêu á. Hãy nhớ.
Nên một câu vật hiệu này nắm cho chắc đi. Những vị trưởng đoàn chúng ta có cơ hội mà được giúp cho người ta tu, người ta an lạc gì nè, ai người ta cũng vui rõ ràng. Quý vị coi, từ khi chúng ta biết nhau tới giờ đa phần từ thầy trò đều vui chứ. Vậy thì ngon quá ừ. Đúng không? Gặp nhau cũng không nặng nề về tiền bạc vật chất, mà cuộc sống mình cũng lai rai, thấy sống càng ngày càng nhẹ nhàng. Vậy thì những ngày tháng mà gặp nhau này quá đẹp hơn. Bây giờ đi tìm đâu xa vời chứ. Nó nên cái bài học tập này có nhiều tư tưởng. Nên quý vị nghe gì rồi, những người mà chuyên niệm Phật hưng khởi cái tâm lên. Con bé 11 tuổi, trời ơi người ta 6 tháng một tuần người ta đi nó ngon lành đi, đúng không? Ngon lành quá trời luôn. Nên trong cái cuộc đời này á, đối với cái tâm tu của mình thì gầy dựng cho mạnh. Đối với của cải vật chất á, thì nó đến thì nó đi. Nó đến thì nó đi à. Đó. Mà bây giờ mình nắm được cái pháp tu tốt rồi, đặc biệt rồi, thì của cải vật chất nó đi đâu cũng được, kệ mồ nó. Mình chỉ cần mỗi ngày mình sống vui an tâm thôi. Sống vui và an tâm là được rồi. À. Còn đối với của cải vật chất á, thì mình nhẹ cái tâm đối với nó bớt đi. Vậy thì mình không có sợ người ta chiếm hữu, không có sợ người ta lấy. Tại vì cái tâm tu tín nguyện của mình nó mạnh, nó cầu sanh cực lạc. Thì đối với cái lòng tham vì vật chất thế gian nó nhẹ đi. Mà nó nhẹ về vật chất thế gian là do gì? Nó nhìn thấu. Vì mình một ngày nào chết mình có cầm theo được đâu. Từ xưa tới nay có ai chết mà cầm nhà thấy không? Có ai chết mà cầm vợ thấy không? Như vua Tần Thủy Hoàng, ông chết, ông chôn bao nhiêu người trong đó. Rồi Tào Tháo làm 72 phần mộ. Thông minh quá trời luôn đúng không? Cũng vẫn sợ bị người ta quật mộ, đúng không? Còn mình đốt xong đổ xuống sông, sợ ai quật? Cuộc đời mình nó tự tại quá trời, ai quật làm gì? Đúng không quý vị? Tào Tháo cả đời chinh phạt, thông minh quá trời luôn. Khi ông chết đi, ông để di chúc là chôn ông 72 phần mộ, để không ai tìm được cái phần mộ nào của ông. Vậy cái gì của ông? Khôn thành dại, cái gì của ông? Ông thành cho thành đất rồi, cái gì của ông? Rồi ngày tháng đi qua còn tồn tại không? Sao tồn tại? Nên tất cả chúng ta suy nghĩ cho thật kỹ. Ở trong cuộc đời này khôn quá đổi lại thành dại. Thấy không? Để ý, bởi vì Đức Phật mình phải để ý, mình học Phật. Thái tử tất đạt đa, vì sao có tất cả buông tất cả? Mà buông tất cả lại có tất cả. Cái có tất cả của Ngài là từng đời tưởng nhớ tới Ngài, từng đời học Ngài. Còn mình muốn giữ cái tất cả ở thế gian, mình cuối cùng lịch sử chôn vùi mình mất tiêu. Còn Đức Thích Ca buông tất cả, được tất cả. Đúng quý vị? Chúng ta hãy nhìn ra một chút đi. Nhìn ra một chút, mở con mắt trí tuệ ra. Mình nhìn cái cõi đời này, nhìn ra một chút, buông được một chút. Quý vị hỏi gì sao thầy lo cho nhiều người mà thầy vui? Ngu gì không vui? Lo muốn chết rồi mà còn buồn nữa. Vậy thì treo cổ tự tử luôn đi. Sống chi? Sống chi mà ngu chứ. Không có ai dạy gì để sống vậy đâu quý vị. Hiểu không? Từ khi không biết, chứ biết ai sống kỳ cục vậy. Hiểu không? Nên tiền ở thế gian là cái gì? Đó nó là tiền ở thế gian. Ủa? Là tiền ở thế gian. Ý nói tiền này ở thế gian. Quý vị chết xong không có cầm đồ ở thế gian đi. Nhắc cái câu rõ ràng ghê. Rồi không biết. Nó nói là của ở thế gian, nghĩa là của này ở đây. Bữa nay tay này, ngày mai tay người kia.
Nhưng mà cái thế gian giả tạm này quý vị lại lấy nó để đổi qua công đức phước báo. Sao quý vị không làm? Sao không làm? Không làm là quá dại. Tại vì nó là của thế gian, duy trì nó thì nó nằm im, mà dùng nó thì nó phát triển, đúng không? Có nhiều người hỏi ông này gì đâu mà ông dùng tiền dữ vậy ta? Của thế gian, hiểu chưa? Quý vị coi, giờ những đức đi chia sẻ Phật pháp xong, Hồng Như Đức mở cửa chàng quạt, nó có cái giống ôm gì trong đó đâu mà đóng cửa trong đó lại. Nó có mấy cái quần, vô đó lấy quần về nhà bạn cũng không được. Quần đùi mà gách đái tùm lum. Có cô Phật tử mà có mua làng mấy trăm cái quần tặng cho quý thầy thì những đức cũng bận. Quần cá tê á, sọc sọc đỏ đỏ trắng trắng đen đen. Quần đùi á, bặn hoài rồi giặt rồi bông viết rồi nó mục. Rồi lễ Phật á, càng ngày nó càng mập, mông nó bự ra, bành cái quần gách cái tẹt. Bữa đó lễ Quan Âm gách hết ba cái quần đùi. Gần mấy bà này biết có nghe tẹt tẹt không? Mỗi lần quỳ xuống kêu tẹt, quỳ xuống kêu tẹt. Khi lễ Quan Âm xong lên á, nó gách banh chành cái đáy quần chứ. Trời ơi trời, lễ Quan Âm bữa nay không được cái gì gách cái quần. À, rồi xong rồi về nhờ cô Nhung giá là giùm. Bữa sau lễ bữa nó chơi cái tanh bành luôn. Nó thôi tới tuổi mục nát hết trơn. Đụng nó gách à, ngộ dễ nhưng mà nó ngộ tới lúc đó, tự nhiên nó mục nó gách hoài vậy đó. Đụng nó cũng gách. Cuối cùng lấy cái quần hiệu các bạn. Hiểu không? Thì thấy cuộc đời người gì đâu, làm bao nhiêu việc thì cũng vậy thôi, thì cũng ăn cũng sống vậy thôi, vậy mà cũng làm được bao nhiêu việc. Còn có những người, người ta giàu vô cùng, sự nghiệp người ta lớn lao, đất đai cò bay thẳng cánh, sự nghiệp lớn lao. Ở Việt Nam chúng ta có mấy người giàu đấy bị coi, cái bị đi có dịp đến gần họ, bị coi lối sống họ mỗi ngày coi. Có khi vợ con chồng không có thời gian được ngồi bên nhau, còn mình được ngồi nhau hoài gì còn gì hết trời. À, chùa đông đúc vậy nữa mà tối ngày ngồi được nhau ăn cơm chung không à, ngày nào cũng chọc nhau cừ, vì còn hơn cái ông giàu nhất cái nước Việt Nam này, đúng không? Hãy lé sáng một chút trí tuệ ra mà nhìn cái cõi đời này nó đang là cái gì mà ta cứ khổ nó mãi vậy. Rồi khổ nó hoài rồi chúng ta cầm cái gì theo? Nói những điều này thôi sao sống lòng mình sao nó mát dữ vậy ta? Thế vậy còn con cái mình ba bốn đứa thì nó có phước thì nó có phần à. Đời những đứa có cái gì đâu nó cũng có à. Con người ta sanh bỏ bộ lăn bộ lóc, chợ búa hư hỏng, cuối cùng nó lăn tới nó lộn lui nó cũng nhảy vô chùa. Giờ ngồi giảng pháp chứ bị nghe ai dạy nó? Thấy không? Đời dạy nó mà ra vậy hư nên gì? Bây giờ hư ngày mốt nó nên, mai mốt nên, mai mốt nó hư. Trong cuộc đời vì không ngờ được ai thì sao đâu. Có ai nghĩ được bây giờ những đức gì? Đúng không? Trời trời, sinh ra gì đâu mà lùng mà hô bao đi hay hàng xấu học dở, cái thứ gì cũng không được chứ. Vậy mà bây giờ tự nhiên người kỳ cục. Thấy không? Tự nhiên nổi máu lên giảng pháp ầm ầm. Mà người ta chịu nghe. Kỳ ghê. Mà nhiều người tức lắm quý vị. Tức. Tức cái gì? Giảng cái gì đâu. Còn mấy bà Phật tử nó tẩu giảng hay gì mà cái gì. À, tại vì chúng ta nó có duyên,
rồi á nó cùng cảnh ngộ. Nó cùng cảnh ngộ á, thấy thương nhau kìa, tại vì nó cùng cảnh ngộ. Người ta đâu có cùng cảnh ngộ với mình đâu mà thương mình được, nên người ta nói có hiểu thì mới có thương. Vì đi đến đây hoài vì thấy tội nghiệp, thầy không cực, khan tiếng nói chuyện với mình nghe, thấy thương nên hiểu thầy mới thương thầy. Còn người ta có hiểu đâu mà thương. Đó, thấy chưa? Nên quý vị biết rằng đó, nghe gì rồi nhẹ với con cái lắm. Đời chúng ta gặp Phật pháp là đổi lại đi. Tội nghiệp ông bà mình, từng đời cái gì mình mà khổ hoài tới chết, bây giờ đang ở dưới ngộp, nó liền ở chỗ dầu, nó phanh thay xẻ thịt ở dưới á, kêu sùm kìa, Hiền ơi cứu ba con, giỡn đâu. Nên từ nơi đó đó, đời của họ cái gì con mà đi tạo nghiệp. Đời chúng ta hiểu rồi, đừng có gì nghiệp mà đi tạo nghiệp. Biết chưa? Vì nghiệp mà đi tạo nghiệp, đáng thương không? Nuôi ra một cái cây có gai, đi múc nước tuốt ở xa đem về tưới cây có gai, rồi cây càng ngày càng lớn, gai càng ngày càng mọc xa dài ra, rồi ai đi qua nó cũng đâm người ta được một cái. Người ta nói thứ ai mà ác nhân ác đức trồng cái cây này chi mà gai dữ. Cuối cùng nói bởi vì đúng là bỏ công thê thảm thiệt, trồng cây có gai người đời chửi mình. Thì thấy không? Nhiều lắm. Phải nhiều người chúng ta không sanh con ra, rồi sau này con hư, rồi nó kênh lại mình. Không phải con nào cũng vậy, mà bây giờ nhiều người chúng ta đã bị con kênh rồi đó. Con kênh mình rồi đó. Nó đi làm suốt luôn, nhưng mà thấy nó chưa có vợ có chồng mình cũng lo nữa. Bây giờ phận làm cha làm mẹ mà con chưa yên bề gia thất, trong khi cái chuyện đó là của nó. Mà do gì quý vị cứ bận tâm nên nó nói có người lo, do có người lo nên nó không cần lo. Hồi xưa Nhuận Đức á, mẹ Nhuận Đức mất rồi, còn ba Nhuận Đức, Nhuận Đức có nghĩ rằng ổng cứ vợ Nhuận Đức đâu, mà Nhuận Đức tự đi tìm vợ không á, tự tìm không, mà do gì không có duyên nợ nhau thôi. Một lần ở Vĩnh Long chuẩn bị đám nói thì chia tay, một lần ở Đồng Tháp chuẩn bị cưới thì chia tay, ba bốn chỗ chuẩn bị cưới không à, chia tay cứ vậy mà nó vô duyên vậy đó, chứ không phải không có đâu nghe. Do là không có duyên nợ thôi. Nên từ nơi đó là ghép lại thì cũng dễ thôi. Tại vì sao? Thương nhau thì cái gì cũng dễ, thấy không? Nên từ nơi đó mà lo không có duyên nợ thôi. Thì thấy không? Con người ta bỏ lăng bỏ lóc, bỏ thí bỏ đại, nó lăng đầu này nó lăng đầu kia, nó lóc đầu này nó lóc đầu nọ, cuối cùng nó lóc vô chùa. Rồi giờ con mà từ nhỏ mà đã lóc nó vô chùa rồi, mà sau này nó lóc ra đời lại ha, lóc ra đời lại như nó có duyên cho chùa rồi, nó ra đời xong rồi nó lóc vô chùa lại. Quý vị đi nặng nề việc đó làm chi? Mình lo cho mình, đời mình đi cho ngon nè, đúng không? Còn nuôi đã lớn khôn rồi, chúng ta nhẹ nhàng cái tâm trí mình đi, đừng nên làm cái chuyện của ông bà cha mẹ mình năm xưa, không tu làm việc đó nữa. Đừng có đem con mình vác trên vai làm chi nữa, nó đến lúc lớn rồi, đừng có vác nó làm chi cho mình cực. Còn nhỏ nhỏ gì thì phải bảo vệ, phải chăm sóc, phải uống nắng cho tốt. Nhưng khi nó lớn lên rồi, nó nói con không cần mẹ cha nữa, thì lúc đó nói mô Phật. Nó chờ ngày này á,
Vậy là tao trả xong rồi phải không mày? Nó ừ trả xong rồi đó. À vậy thì thôi nha, lo chuyện đi nghe con. Nó thấy không? Nên á, nghĩ lại nước Mỹ người ta cũng có phước. Thầy con người ta 18 tuổi có quyền bỏ nhà đi. Cha mẹ có quyền để cho con tự lực cánh sinh. Họ cũng thông minh lắm á. Họ cũng muốn cho con người của nước họ từ nhỏ phải lập nghiệp. Nên tại sao nước Mỹ giàu? Vì một là đất nước đó nhiều đời nó đã tu phước lớn quá. Và cái đặc sắc của họ nghĩ ra được đó là gì? Tập cho con họ tự lực cánh sinh. Hiểu chưa quý vị? Đó. Còn đất nước chúng ta là bị bảo vệ trong cái dòng lẳng quẳng. Khi đời ông bà cha mẹ sao con phải theo y gan gì? Ông bà cha mẹ làm ruộng, con làm ruộng. Nên ba Nhị Đức năm xưa Nhị Đức đi học á, ông nói một câu, ông phán một câu lạnh ngắt. Ông nói một câu gì nè: học biết chữ được rồi, có học nhiều cũng trồng lúa. Vì mình còn nhỏ mà nói một câu gì nè: vậy thì trồng lúa căng gì chinh đổ. Thì ông nói lại một câu: mày phải biết chữ để đọc phân bón chứ. Vậy thì được rồi, tôi biết chữ, đọc phân bón và thuốc trừ sâu. Đúng không? Cuối cùng tôi biết đọc phân bón và thuốc trừ sâu. Vậy thì nghỉ học. Ông dạy nhiêu làm nhiêu à. Đúng không? Nó thì thấy chưa? Nên á, nếu như chúng ta không phát ra được cái phước duyên có phần không cần gì lo thì quý vị thấy rõ ràng không? Và có những người con quý vị cũng chăm sóc nó vô cùng vì sở học, nhưng đời con mình cũng chưa chắc thành tựu. Quý vị coi bao nhiêu người có sở học nhưng vẫn đi làm cu li. Nhiều không? Quá nhiều. Quá nhiều luôn. Vẫn làm cu li. Quý vị coi nhiều người Việt Nam chúng ta khi đi sang nước ngoài, chúng ta thấy họ gì chúng ta kêu họ Việt kiều, Việt gì tùm lum. Nhưng mà quý vị hỏi họ qua bên đất nước nước ngoài làm cái gì? Đa phần làm neo. Có những người đi làm ruộng. Và chúng ta ra nước ngoài ít có người Việt Nam nào của chúng ta mà làm những công việc mà gọi là của trí thức. Ít, đúng không? Đó. Vậy thì bây giờ cũng là cái đi kiếm tiền, mà chúng ta cũng là về nhìn sơ qua tổng quát vẫn là gì? Cu li thôi, đúng không? Mà người ta lại nói câu gì? Ồ, nước ngoài làm neo nhiều tiền hơn nước Việt Nam. Nhưng xin thưa, nước ngoài quá chắc nặng hơn Việt Nam. Làm neo nước ngoài quá chắc mạnh hơn Việt Nam. Sự phát ung thư, bệnh hoạn nhiều hơn đất nước Việt Nam. Và thời gian làm việc của chúng ta bị câu thúc thời gian nhiều hơn, đúng không? Cái gì nó cũng có trả cái giá của nó. Nếu như chúng ta biết tu, chúng ta biết tu, biết đủ, biết sống vui, thì chắc chắn rằng quý vị ở đất nước Việt Nam chúng ta vẫn hạnh phúc. Thấy không? Chú cần hạnh phúc luôn. Bây giờ những điều những Đức hướng dẫn quý vị thấy quý vị sẽ hạnh phúc đó, chắc chắn luôn. Tại vì quý vị sẽ buông rất nhiều gánh nặng. Quý vị tin hoàn toàn. Con người tính vào định luật nhân quả. Con người tính vào có phần. Nếu không có phần thì con người này phải biết bồi phần. Còn nếu như là không có phần, dù có học cỡ nào vẫn không có phần. Tin không? 100% luôn. Đó. Bây giờ chúng ta điển hình. Bây giờ nếu như những Đức làm một ông thầy, những Đức dạy rất nhiều đệ tử những Đức, và cho đệ tử những Đức đi học rất nhiều luôn. Và cuối cùng những Đức chỉ thấy có một thằng đệ tử làm việc giùm cho những Đức, thì những Đức đã nhìn ra rõ ràng là thằng đệ tử này có phần. Những thằng khác học nhiều nhưng nó lại không làm được là vì sao? Vì nó không có phần đó. Mà mày không có phần đó, mình dạy nó liền: mày đã là không có phần này mà mày còn không hỗ trợ cái thằng có phần thì đời tao qua đi mày rất là khổ. Mày nên hỗ trợ thằng có phần để mày có phần. Hiểu chưa? Nhưng mình không dạy điều này thì nó đi tranh giành.
mà nó tranh giành cũng không được thì bị người ta lấy luôn, cuối cùng mắc sạch. Anh em có phần thì còn nương nhau mà sống, anh em đã mắc phần thì ngóng mỏ bạn ơi, đúng không? Nó nên từ nơi đó cơ ngơ hòa thượng mình quá lớn thì coi phải không. Nên anh em phải thương nhau, phải hỗ trợ nhau kìa. Thằng nào làm được thì phát triển cho thằng đó. Vậy thì anh em cùng sống với nhau trong một thế giới đại đồng, nó đặc biệt quá. Thấy không? Đó chỉ là lý luận thôi quý vị. Đó chỉ là lý luận thôi, chứ trong cuộc đời này sao đòi hỏi được gì. Cái cõi đời này Phật nói là ngũ trược ác thế, con người phải hơn thua đấu đá. Mọi loài vật nó đều phải đấu đá. Khi thấy Tử Tất Đạt Đa lên, mới lên mười mấy tuổi, cha dẫn đi một lần mà gọi là cái lễ cài đất gì đó, ruộng đất á, thì Thái Tử ngồi nhìn xuống ruộng đất, thấy con chim nó mổ con sa, con trùng, thấy không? Thấy con vật nó cấu xé nhau, nó ăn thịt nhau. Thái Tử nhìn cái cảnh đó là đã ngao ngán cái cuộc đời, nhìn cái thôi ngao ngán rồi. Sau này Thái Tử lớn lên nữa, Thái Tử nhìn được con người hơn thua nhau quá, tranh danh đoạt lợi quá. Thấy cái cõi đời này cuối cùng đi bốn cửa thành, nhìn sanh già bệnh chết. Từ nó nhìn được ra vậy, Ngài biết được cuộc đời này cái gì ta có được, cái gì ta cầm được. Như vậy thì ta phải tìm ra một lối thoát của đạo Pháp, nên Ngài mới chọn được đi tu. Vậy thì chúng ta gặp Phật Pháp, chúng ta phải nhìn ra cái vô thường của cuộc đời. Khi nhìn ra cái vô thường cuộc đời thì quý vị thường cười hoài à. Vì sao quý vị biết không? Cái gì cầm được đâu mà không cười. Có gì cầm được đâu mà không cười. Thì bây giờ những đức nói thật sự quý vị, nếu như quý vị đã gặp một người đàn ông, họ đã từng có được 50 người vợ, cho 30 đi, là mỗi ngày một em, là 30 ngày quay lại em đầu. Rồi quý vị hãy đi hỏi họ đi, sự hưởng thụ của ông có khoái lạc không? Nhất định ông sẽ trả lời rằng ngao ngán lắm, 100% luôn, ngao ngán lắm, chắc chắn luôn. Nên rồi quý vị sẽ hiểu liền. Còn người mà không có tiền bạc gì hết mà chỉ cầu tiền bạc thì thấy tiền bạc rất là ham. Nhưng khi quý vị có tiền bạc rất là nhiều, nếu quý vị sâu sắc nhìn vào nó, quý vị sẽ hiểu liền. Đúng rõ ràng, cầm lên và buông xuống, cầm lên và buông xuống. Và nhìn nó rồi nghĩ, mình làm gì đây? Nhưng mà chỉ biết giữ nó và chấp nó, nhưng không làm được gì. Rồi cuối cùng mình thấy vô vị. Ai đã từng có cảm giác này nhất định quý vị sẽ biết, chắc chắn quý vị luôn. Ngày xưa không có chi cầu quá trời, khi có rồi quý vị sẽ hiểu liền. Nếu như quý vị gặp Phật Pháp mà nghe như vậy rồi, quý vị hãy bình tĩnh mà suy nghĩ lại, thì nhất định cuộc đời quý vị sẽ có niềm vui lớn dữ lắm. Không ai dạy gì đi sống những ngày tháng khổ chi đâu quý vị. Dù chồng bỏ, vợ bỏ, con bất hiếu, nhưng quý vị đừng có khổ, khổ không chí. Không có gì để khổ nữa hết chứ. Vì không có cái gì để mắc, mà không có cái gì để lấy chứ. Chỉ có cái niệm Phật về cực lạc thôi, đúng không? Chỉ có cái niệm Phật về cực lạc thôi mà, phải không quý vị? Bây giờ quý vị hãy bình tĩnh suy nghĩ cho thật là kỹ đi. Tuy là bài chia sẻ Phật Pháp bây giờ cũng tiếng mấy rồi đó, đúng không? Tiếng mấy rồi đó,